Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Thời gian qua, ngành ngân hàng đã có những đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank đã triển khai có kết quả các giải pháp đồng bộ cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh và dần bứt phá sau dịch COVID-19. Cụ thể đã triển khai các chương trình tín dụng thiết thực, lãi suất cho vay thấp hơn nhiều so với trước khi có dịch bệnh, giảm mạnh phí dịch vụ. Đến nay, Vietinbank đã giải ngân cho hơn 6.000 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh với doanh số giải ngân mới trên 130.000 tỷ đồng. Hạ lãi suất cho vay khách hàng, giảm từ 2% đến 2,5% lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Với cái khối lượng vốn như vậy thì đã có những cái tác động rất là tích cực đối với các doanh nghiệp cũng như là đối với người dân. Để cùng với việc mà tiếp tục cải cách rất mạnh mẽ các cái thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, với hoạt động tín dụng. Năm nay, Vietinbank dự kiến dành khoảng từ 3 đến 4 ngàn tỷ đồng từ cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất và giảm phí, đồng hành chia sẻ khó khăn với các khách hàng. Đến nay, đơn vị cũng đã giảm hơn 800 tỷ đồng tiền lãi để hỗ trợ cho các khách hàng, thực hiện cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ cho 1.500 khách hàng với dư nợ 50.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ đến hạn cần cơ cấu lại trên 5.000 tỷ đồng. Trong thời gian qua thì chịu ảnh hưởng của cái COVID-19 thì Vietinbank cũng đã có những cái hỗ trợ nhanh chóng đối với Vietjet. Thì như là những cái chương trình thực hiện như là cơ cấu nợ vay, rồi tài trợ giảm lãi suất cho các ngân hàng, rồi giải ngân mới đối với những cái khoản giải ngân mới ngay từ quý 2 năm 2020. Thì điều này cũng đã hỗ trợ cho cái hãng hàng không Vietjet củng cố thêm nguồn lực tài chính để đi qua cái giai đoạn mà căng thẳng phòng chống dịch bệnh. Nhiều khi từ doanh nghiệp chúng tôi chưa đề đạt lên thì thấy các cán bộ của Vietin đã chủ động đến làm việc để xem công ty có ảnh hưởng gì về dịch bệnh hay không, và đã cùng chúng tôi để phối hợp để giải quyết những cái nhu cầu của chúng tôi gửi lên, thì giải quyết chúng tôi rất là nhanh gọn và cũng không mất nhiều thời gian gì. Để những cái hỗ trợ của các ngân hàng thương mại, từ các cái nguồn vốn tự huy động của các ngân hàng thương mại, từ việc cắt giảm các cái khoản chi phí cũng như là cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Vietinbank cho biết sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, có kết quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đất nước.